Chào toàn thể bạn trở lại với video tiếp theo mình nhá. Mày mình sẽ ở chơi ác chính. Đấy, đánh nhiệm vụ x2 x mana này nha anh em nhá. 9 ngày nữa. Cái nhiệm vụ x2 mana này nhiệm vụ kiếm vàng này. Cái victory rất là dễ. Ok, mình sẽ đây nha mày. Đây deck của mình. Mình có khiên này. Mấy này mình sẽ đội lên anh em nhá. Khiên này 12.000 viên, mình có tận hơn 2 triệu, 2 triệu 233 mà mất 12.000 viên xài bao giờ mới hết. Đến tiếp tây bạn ạ. Đấy, lên 13. Tăng đâu 1.200 viên, 160.000 viên bạn. Dùng bao giờ mép mà mỗi lần xài 1.200 viên này. Ăn thua đấy nhỉ bạn. Hạt giống nữa nha, bây giờ đến phần epic 110 viên. Mình có 19.370 bạn. Xài thoải mái luôn, thật luôn đấy bạn. Level 7. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang sói nữa bạn ơi. 110 viên nữa. Mình vẫn còn giữ được chế độ 19.000 viên bạn. Nè 7 rồi. Sát thương nhảy xuống hơn 600 bạn ơi. Và cú đấm 286 sát thương. Ôi mạnh thế nhờ. Còn cái con đẩy nữa nhưng mà thôi bạn ạ. Con đẩy này đây 1.100 viên mình định lên level 10 ấy. Nhưng mà mình chả xài mấy. Mình cần xài mấy cái này thôi. Doping lên hết rồi. Bây giờ sức tấn công của nó là thực sự là quá lớn. Pháo can đông nhé. Và 11 thì bây giờ mình không sợ đâu nhá. Mình chả sợ ai hết. 12, 13 mình cũng đập. Các bạn yên tâm nhá. Good game. Cứ chat là good game. Mấy cái ván vào trước mình chat good game hết. Nên các bạn chả phải lo. Mình đốt tổ lốc gì bạn ơi. Mình chả quan tâm. Cứ đánh hết mình bạn ơi. Level 7 đấy. Đấy các bạn thấy chưa. Cùng bắn rất là yếu đúng không. Đó. Pháo của họ chắc thì pháo họ. Mình cho gọi lên họ. Mình cho gọi họ cũng level 11 đấy. Về cái deck gì đâu. Mình dã quả pháo này bạn này. Ngập thành bạn này. Ui dồi ôi. Này đi phiêu. Cho tiếng bé một chút nha bạn nha. Level 7 này. Ui dồi ơi. Đô binh lên nhìn con sói level 7. Nhìn thích mắt nhỉ bạn nhỉ. Dã quả pháo này nữa. Một phát này. Phát nó sập thành con này bạn này. Sập luôn nè. Đỡ sao rồi các bạn. Mình chấp cả dòng level 3 luôn. Ok nha bạn nha. Tiếp bắn nữa. Master 3. Mình toàn gặp mấy bạn này. Mình cứ chắc good game rồi bạn ơi. Mất hơn 2.000 máu rồi bạn ơi. Còn 7.700 à. Cung 14 nhiều bạn nhỉ, rất là mạnh nhá bạn nhá, nhưng mà mình chả sợ. Cho dù con này 11 cũng mặc kệ luôn bạn ơi. Mình nhiệm vụ mình công thành. Nát bét thành luôn rồi. Mình đại phát này cho con kia nó chém con này nhá. Cho nó chém. Chết. Quá đơn giản các bạn ạ. Úi giời ơi, dễ thế nhở. Dễ thật luôn đó bạn ạ. Trời ơi, đô binh em ạ. Bởi vì ác này của mình, ác chính là thường mình đánh bằng NFT bạn ạ. Cái trường hợp mà mình doping các bạn thì chỉ có một ngày thôi. Một mùa mình mới xài có một lần thôi. Một lần ở trong cái chế độ mình hết nhiệm vụ NFT thôi. 89, mình 87 pháo của mình, pháo họ bằng pháo mình ấy. Nhưng mà được cái pháo mình là pháo doping nhá. Doping lên đây 11. Mình cũng chả sợ đâu ạ. Khiên mình cũng doping, có nghĩa là mình dàn này, mình trận này mình doping rất là nhiều luôn. Có đẩy thì cứ đẩy thôi bạn. Có đẩy thì cứ đẩy thôi. Giờ cái gì? Có đẩy thì cứ đẩy thôi. Sói này vào 7 này. Đấm là chết. Này này. Level 5 các bạn nhìn xem chết không nhá. Một viên chết luôn. Sau cooking đây nữa. Một phát chết luôn. Đúng là họ tấn công trong vô vọng bạn ạ. Nhấy cái con sói của họ nhảy kìa. Đúng may là mình có đá bạn ạ. Mình cứ xài thôi. Đầy bạn mà ít đá đúng không. Đá mình xài, mình tính là xài liên tục kéo vậy gần 5 bạn ạ.
nếu mà xài liên tục quá là nửa năm, nhưng mà 20 ngày lại hết mùa mà bạn, nên mình lại kéo dài đúng không, mình lại xài khoảng độ đâu đó khoảng độ ví dụ nửa năm mà 6 tháng mình xài khoảng độ tầm 7 tháng 8 tháng liên tục, ngày nào mình cũng xài vậy đấy, thì các bạn phải hiểu là nó nhiều đến mức độ như nào, nên các bạn yên tâm đá mình không thiếu. Ok, con bán xa này mình sẽ đẩy vào đây nhá để cho nó đoàn tụ với các anh em. Chết này bạn này, vãi hết các bạn, chả việc gì sợ. Đây này, vã nó quả này. Úi giời ơi, chả việc gì sợ. Cứ đánh thành như bạn, cứ đánh thành thôi. Kệ đi bạn ơi, chả phải sợ đâu. Này, thích ăn đòn à. Thích ăn đòn à. Bắn. Kiểu thích ăn đòn nhưng mà bạn bực mình bướng thế. Vừa tạo một con điện thoại mới về bạn ạ. Tạo về có máy chơi có gì đâu. Thôi bạn thành 9 này tốt nhất là good game luôn đi. Thề bạn luôn, thành 10, 11 mình còn vã như thế. Thành 9 này máu yếu lắm các bạn ạ. Mình nói thật bạn luôn, máu cực kỳ yếu luôn á. Không thể đỡ được đâu. Thề bạn luôn, mình bắn cho vài viên là chết hết giờ mà. Pháo nham thạch. Vã quả này là chết lìa luôn, lìa cổ luôn các bạn ạ. Chết liền luôn bạn ạ, chết cứng luôn á. Chết cứng luôn chứ, vút liền đi. Sập luôn các bạn ạ. Đỡ nào được. Bạn thành 9 này, thẻ vàng của bạn này mới level 6. Epic của mình đã level 6 rồi, các bạn phải tưởng tượng ấy. Thẻ vàng của mình bây giờ là rơi vào tầm level 11 rồi. Thẻ căng nhất là 11 nha, còn trung bình là 10 vì 9. Nếu mà những thẻ nào mình nói, ô gặp bạn 13 này căng đấy anh em ạ. Được, đánh. Nếu mà bạn này so, nếu mà chơi cái deck giống y mình không sợ bạn. Bởi vì mình gần như mình level, mình chỉ thua họ thôi. Thua họ chắc là về Epic với sói bạn ạ. À giống thôi. Còn khiên thì mình thua một tí không được gì. Pháo thì mình không sợ pháo đâu bạn ơi. Các bạn nhìn cấp 5 nhá, quả này mình bắn cho một viên là đứt này. Đúng cho một quả là chết luôn. Các bạn nhìn sầu cu quen cấp độ 4 nhá. Một quả là gần chết các bạn ạ. Đấy à, nhưng mà không được đâu, mạnh quá. Chết rồi. Win rồi bạn ơi, win rồi. 13 này. Cũng vã anh em nha, level rất là mạnh luôn. Sờ cu quen với xương, trời ơi, chọc thấm thật đấy các bạn. Các bạn để ý nha, mình không gặp Grandmaster 1 ấy. 5-3-1-4 gần Grandmaster 2 không phải đùa đâu, rất là mạnh. Có duy nhất một khiên thôi bạn. Bây giờ cái mạnh ấy, pháo level 8. Mình lại mạnh về pháo quá bạn ạ, tấn công thì thôi rồi, rực lửa. Đánh loại khác hẳn đúng không các bạn? Đánh những cái deck mạnh này, đánh nó. Này, ôi Master 2 thôi nghỉ đi. Cấp 10 này thôi mình cứ chat good game anh em nhé. Gáy trước đã, có thua thì thôi bạn rút kinh nghiệm. Nhưng mà ôi 11.013 kìa, thoải mái đi bạn ơi. Khoe con hạt giống doping level 7 tí anh em. Cho nó hù dọa tem bạn tí nhỉ. Yeah. Ôi sói level 5 à. Các bạn nhìn nha, con sói level 5 và con băng mình cho đi đòi hết này. Một quả rụi tất. Các bạn thấy gì chưa? Con chém xanh này nó cũng thế này. Rụi luôn một quả. Là rụi liền luôn các bạn ạ. Nào test thử con sói level 7 tí. Ui dồi ôi. Good game. Ninafy này. Một quả và một bắn thường là đứt luôn các bạn. Không kịp đỡ. Kỵ sĩ này gần đứt nha bạn nha. Còn chấm máu. Đánh phê quá các bạn ạ. Ôi giời ơi.
các bạn có champion các bạn đánh đi. Các bạn bỏ 10 kim cương mà các bạn đánh đến màn 3 màn 4 là các bạn lãi nha bạn nhá. Các bạn lãi đấy. Đây là Amateur 1 nha anh em nha. Rất là căng. 13.000 ok, mình hơn 13.000 tí bởi vì mình được doping. Bạn này khiên tech level 11. Đốt tổ lốc nha. Mình bây giờ mình công thành là chủ yếu thôi. Mà mình không có tổ lốc là hơi nguy hiểm đấy. Các bạn nhìn mình sẽ nhảy con sói level 5 nhá. Hù dọa tinh thần của bạn kia, sói level 7. Công thành quá lớn các bạn. Thôi. Nhảy nhầm con sói vào đấy rồi. Kệ nha bạn nha, này thì sói level 6 ấy, này thì sói level 6 này. Này thì sói level 6 này. Này thì sói level 6 này. Này này. Này này. Nào thi nhau không thành không? Sói level 7 luôn các bạn. Một quả pháo nhau thành này bạn này. Dụi tớt. Thi nhau không thành nhá, thích thi không? Thích thi không? Thích thi không? Thích thêm. Pháo người ta pháo hủy mạnh đấy. Này thì dòng level 4 này. Này thì dòng level 4 này. Chết tất này bạn này. Rồng này. Rồng này. Máu thành mình hơn vẫn hơn 15.000 bạn ạ. Đến họ trả công được mình, họ chỉ đánh những cái con đấy của mình thôi, pháo với họ dùng hết vào nhân vật mình thôi. Cũng may là mình doping level nó level số 7 bạn, nó hơi mạnh thật luôn á. Đây này, họ chỉ doping giảm mana thôi bạn ạ. Khiên nhé, họ không doping. Mình thì doping full bộ luôn. Họ đúng con này mình không doping các bạn ạ. Pháo level 9, pháo mình hơn họ rất nhiều, can đông thì lên hạng 11. Khiên mình hơn họ nha bạn, sói mình hơn họ bởi vì mình doping. Cái gì cái mình hơn họ khá nhiều luôn. Nên việc họ làm sao mà ăn được mình các bạn. Master 3 nữa thôi, tôi nghỉ luôn đi cho rồi. Cấp 9 thôi, good game. Cái chat là good game anh em nhé, bởi vì bạn này không ăn được mình hạt giống hoặc là pháo giã quả pháo rồi mà này này ngập hết luôn. Thôi cháy mất thẻ pháo rồi, thế mới đau bạn ạ, cháy mất rồi. Con sói level 7 nó đấm cho đau. Bảo good game rồi mà không nghe cơ. Người bạn ấy họ đỡ cũng hay các bạn ạ. Nhưng mà đỡ làm sao bằng mình được, trừ khi những bạn nào chơi đắc y như mình thôi. Mình hai tố lốc này. Hai con đẩy này. Thấy bạn ạ. Khiên lên máu thành á. Hello cái gì? Hello, good game. Hạ thành 10 mình bắn cho hai quả này bạn này, mất hơn 2.000 máu luôn. Còn 6.800 rồi bạn, yếu chưa? Đúng xíu máu này đỡ nào được. Ui. Yếu quá, còn thua. Mình thấy con này là cung nó không bắn tới các bạn ạ. Đó một điểm mạnh, cung không bắn tới thôi. Yeah.
Ok, mình sẽ đánh một hai ván nữa cho bạn xem nhá. Mình sẽ dừng clip nhá. Hôm nay làm clip đánh 2x cho nó hoành tráng tí các bạn. Nó sẽ mang bọc giáp đi thế. Đánh này mang bọc giáp bật chết rồi. Chẳng nghe chơi xương bọc giáp à. Trời ơi, đẩy đúng là cái đường có một con luôn các bạn ạ. Ok, xương chọc khá là đau bạn ạ. Này thì sói level 7, ngang sói level 7 với nhau. Win nha bạn nha. Rồi clip đánh nhiệm vụ hãy của mình xin tạm dừng nha bạn nhá. Nếu bạn thấy clip mình hay nhớ cho mình một like, một subscribe, chia sẻ cho mình và đừng quên vô kênh Vlog ủng hộ mình nha, kênh TTT Tô Thắng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.